Vâng, chào các bạn, tôi đang có mặt tại đường Dương Bá Trạc, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi đang đứng trước số 142. Đây là tiệm chả cá của chị Thùy, đã bán ở đây hàng chục năm. Đây là một trong những tiệm chả cá ngon nhất ở khu vực quận 8 hiện nay. Ở đây thì chả cá được chiên trong cái dầu rất là mới, và dầu thì rất là vàng chứ không bị đen như những cái điểm mà chiên chả cá khác. Chả cá rất là vàng, rất là hấp dẫn. Ở đây thì khách thường xuyên ghé hàng chục năm nay. Đây là một điểm mua hàng quen thuộc của rất là nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là người dân ở khu vực quận 8. Người mua thì có thể có những cái sự lựa chọn như là ăn chả cá không, hoặc là ăn chả cá kèm với bánh mì. Thì khi mà ăn kèm với bánh mì thì sẽ gồm có đồ chua, dưa leo, ngò và rau răm. Và ngoài ra thì có một cái loại nước mắm được chị Thủy pha chế riêng biệt để cho cái món bánh mì chả cá này nó thêm phần đậm đà hơn. Chả cá rất là tươi ngon và được làm thành những cái miếng hình tròn lớn và chiên. Mỗi một miếng chả cá như này thì có trọng lượng từ khoảng 6 đến 800 gram một miếng. Thường thì khi mới bán thì cái dầu nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ vàng hơn. Dầu còn... là đảm bảo an toàn, dầu mới đi, xài dầu mới thôi. Như ngày nào là bỏ ngày đó. Đây là dầu có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và rất là sạch sẽ, chứ không phải là như những điểm mà bán chả cá khác. Cái này chị lại người ta lại mua 1 tí 7 ngàn mà chị không bán. Tại vì chị nó chị hỏi là bắt hỏi là kia là dầu như là về làm gì á. Ở đây chị thì chị bán chả cá ở đây là bao nhiêu năm rồi ạ? Chị bán được này được 5, 6 năm. Bán bên 45 năm thì phải nghĩa là 11, 12 năm. À, có nghĩa là chị vào làm cái nghề này là khoảng tầm 11, 12 năm rồi. À, 12 năm. Dạ. Thì cái trong cái chả cá này thì cái thành phần của nó là gồm những gì chị ha? Đây là cá tươi với lại bỏ lên gia vị đâu thôi, hành, tiêu, tỏi, nước mắm. Dạ. À, thành phần nó là cá, chủ yếu là cá gì ạ? Cá thu cơ. Dạ. Còn này là nếu mà có mối mà mỗi một ngày như vậy thì mình bán khoảng bao nhiêu kg chả cá chị ha? Cỡ là mười mấy 20 kg vô chừng. Có món đặc thì có thể nhiều hơn. Tại tuổi đây chị có đạo á, chồng chị là đạo Hồi giáo á, nên những người Hồi giáo là lại ăn được. Đâu là lý do dẫn đến việc mà những cái người Hồi giáo họ thích những cái chả cá này ạ?
tại vì đồ Hồi giáo của tụi chị là tuyệt đối không có bỏ thịt heo, những món ăn đồ này kia là không có thịt heo trong giọng, nên là đồ cá tươi hoàn toàn luôn, cá tươi mình làm mỗi ngày á. Đồ ăn bên chị là halal, như bò gà rồi cắt cổ làm nóng ăn mỗi ngày luôn, nên những người mà giống như Việt Nam ngoài ta thích rất thích đồ ăn halal của tụi chị, gọi là đồ ăn sạch đó. Thật ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất là nhiều điểm bán bánh mì chả cá hoặc là chả cá, nhưng mà rất là ít điểm mà bán chả cá với cái việc mà chiên dầu mới, rồi chả cá chất lượng và đảm bảo vệ sinh như điểm bán chả cá của chị Thùy đây. Điểm bán chả cá của chị Thùy thì nằm tại số 140 Dương Bá Trạc, quận 8 nha các bạn. Đây. Khi các bạn đổ xuống cầu Nguyễn Văn Cừ thì ngay bên tay phải của các bạn là quán chả cá của chị Thùy. Chị Thùy thì bán chả cá từ khoảng 10 giờ rưỡi sáng cho đến 6-7 giờ tối. Chị thì ngoài cái việc mà bán ở đây thì chị còn cái điểm bán chả cá nào nữa không, và cái thời gian hoạt động thì từ bao nhiêu đến mấy giờ đến mấy giờ? Chị còn bán nữa, một bên nữa là 45-45 Kỳ Thủy Nghĩa, bán từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Buổi chiều mình có bán không ạ? Không, chị bán hết sáng thôi, bản chủ yếu là nhân viên văn phòng á. Chị bán từ thứ 2 đến thứ 6, còn thứ 7 chủ nhật thì chị nghỉ. Còn bên đây là 10 giờ rưỡi là bán tới 7 giờ tối, bán suốt luôn. Có ngày thứ 6 là 2 giờ mới ra, để tụi chị đi chùa bên Đạo Hồi thì không mới ra bán, là ngày thứ 6, chỉ có ngày thứ 6 thôi. Thưa chị thì cái nghề bán chả cá này thì chị bén duyên từ đâu ạ? Chị bán vào lúc con chị, thằng lớn của chị nó 22 tháng thì bán tới giờ. Hay là do bên gia đình bên chị làm. Bên gia đình bên nhà chị nó làm mười mấy năm nay rồi. Gần 20 năm rồi. Vâng, và nếu mọi người muốn ủng hộ chả cá cho chị Thùy thì mọi người có thể đổ dốc cầu Nguyễn Văn Cừ, rồi mọi người đi xuống khoảng 200m nữa bên tay phải thì sẽ có thấy được cái điểm chiên chả cá Thu của chị Thùy nằm bên tay phải luôn. Và nếu mà không muốn đến trực tiếp, và nếu mà mọi người có nhu cầu giao hàng thì đây là cái số điện thoại của chị Thùy có sẵn ở trên đây, và mọi người có thể liên hệ số điện thoại này để được giao cá tận nơi. Rất là thuận tiện. Chúng ta có thể ở nhà ngồi coi tivi và chả cá sẽ đến tận nhà chúng ta. Hiện nay thì cái việc ăn uống và cái việc mà thưởng thức ẩm thực không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Chúng ta có thể có các dịch vụ, rất nhiều dịch vụ như là Grab, như là xe ôm truyền thống, hoặc là cũng có thể là những cái dịch vụ giao hàng của Foodie để giao hàng tận nơi chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà xem tivi và chả cá sẽ đến tận nhà chúng ta.
chỉ khoảng theo chị Thùy thì khoảng 30 phút thôi là chúng ta có thể là có chả cá ăn, nếu mà những cái khu vực xung quanh quận 8, còn những cái quận xa hơn thì nó sẽ mất thời gian hơn chút. Và nếu mà muốn đặt hàng thì mọi người hãy gọi điện sớm để chị Thùy chuẩn bị chả cá ngon để giao đến tận nhà cho mình. Và tốt nhất thì mọi người nên đặt khoảng tầm trưa là tốt nhất, lúc đó thì nó sẽ thuận tiện hơn cho cả chị Thùy và cho cả những cái người giao hàng nữa. Còn buổi chiều thì thường thường là học sinh đổ ra và có nhiều người mua hơn, nên cái việc mà giao hàng nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nên nếu mà mọi người có nhu cầu ăn chả cá mà sạch như ở đây thì có thể là gọi điện đến cho chị Thùy và nhờ chị Thùy giao hàng sớm. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người.